Mình thấy chỗ này. Đây cái này. Ui, trong này hình như hai con hay sao ấy, nó chui vào ăn trứng này. Wow, đúng rồi các bạn ơi. Trong này là hai con cua này. Wow, hai con cua nó chui vào ăn trứng này. Ui, nó không chịu ra luôn. Wow, các bạn ơi, ở đấy có một con ốc sên này và con cóc này đang tranh nhau cái hang này, hay đang đánh nhau này các bạn này. Wow, đấy con cóc chịu thua rồi, con cóc nhảy rồi. Ơ, con cóc nhảy đi, mình lại tìm thấy con gì này các bạn ơi. Wow, một con ốc sên này màu đẹp chưa các bạn ơi. Wow, một con ốc sên màu xanh này. Wow, một con ốc sên màu xanh nhá. Ui đẹp chưa các bạn ơi. Wow, hôm nay mình sẽ đi tìm kiếm những con vật ở trong vườn nhà mình nhá, xung quanh nhà nữa. Đây này, một ốc sên màu xanh đẹp nhờ. À, các bạn thấy đẹp không? Đây, đây cả một ốc sên đấy nữa nhá. Đấy, đây để mình bắt ra đây này. Đấy, con cóc nhảy đi đâu rồi, con cóc nhảy đi đâu rồi. Đây để mình đi tìm kiếm xem các con vật ở xung quanh trong vườn nhá các bạn ơi. Wow các bạn ơi, mình lại thấy con ốc sên nữa này. Wow, con ốc này màu gì đây nhờ các bạn nhờ. Đây này, để mình bắt nó xuống cho các bạn xem nhá. Đây này, đang bỏ tường này. Wow, ui có con ong cứ bay này. Wow, con ốc sên này màu trắng và màu đen này các bạn này. Wow, lưỡi nó dài chưa các bạn ơi. Các bạn nhìn này, trông kinh chưa. Wow, thì chắc vườn nhà mình nhiều các loại ốc sên nhiều màu này lắm các bạn ạ. Đây này, mình bắt được 3 con ốc sên rồi này mà mỗi con một màu rồi này. Các bạn thấy không? Đấy, để mình đi tìm tiếp trong vườn xem là còn ốc sên các màu này không nhá. Wow, đây này các bạn ơi. Đây này. Các bạn ơi, trông con ốc sên này sọc kẻ caro này các bạn này, màu trắng màu đen này, trông đẹp chưa. Wow. Ui, các bạn ơi, bên trong con ốc sên này là có chân con gì này. Wow, hay là con này như kiểu con ốc mượn hồn nhờ. Bên trong nó có con cua hay con gì này các bạn ơi. Wow, đây này. Đây là con bò, mình bỏ ra xem. À, một con cua các bạn ơi. Một con cua lại chui vào trong cái vỏ ốc sên này. Wow, đấy, con cua nó vào góc đó. Nó tự vệ luôn này, đấy. Wow, một con cua lại chui vào trong cái vỏ ốc sên này. Các bạn này, đấy, mình bắt được một con cua nữa nhá. Này, vỏ ốc sên đẹp chưa các bạn ơi. Sọc kẻ caro đen trắng đẹp nhờ. Wow, trong vườn mình chắc là nhiều các loại ốc sên nhiều màu này lắm. Đây này, đấy, các bạn thấy có đẹp không? Rồi, để mình tìm tiếp xem nào. Wow, đây rồi, mình lại thấy con nữa này. Ui, con này giống kiểu người nhện nhờ các bạn ơi. Ui, đỏ, màu trắng và màu đỏ này giống kiểu người nhện nhờ. Wow, đẹp thế. Đấy, một con ốc sên, một con vỏ con ốc sên màu con hình áo người nhện đấy. Đấy, đây này, nhiều chưa, đẹp chưa các bạn ơi. Wow, rồi mình đi tìm tiếp nhá. Đây này. Ô, bên này có cái gì này các bạn này. Đây này. À, đồ chơi con gì đây này. À, một con khủng long các bạn ơi. Wow, một con khủng long màu đỏ này. Wow, con khủng long xinh chưa. Đấy, bên này nữa này. Bên này có con gì đây. À, con này. Ừ, con này cũng là khủng long các bạn ơi. À, một con khủng long như kiểu con khủng long tê giác ấy. Đấy, hai cái sừng của nó này. Đấy, wow, nhặt được thêm hai con khủng long nhá. Cho khủng long vào đây, ốc nào đây. Cùng nó chơi với ốc đi nhá. Rồi mình đi tìm tiếp nào. À, bên này. À, mình lại thấy một con ốc nữa này. Wow, con này có 3 màu nhá các bạn ơi. Đấy, một con ốc 3 màu này, đẹp chưa. Đấy, một con ốc 3 màu nữa nhá. Đấy, nhiều ốc các màu nhờ. Wow, mình tìm tiếp xong vườn này đi. Các bạn nhìn thấy không, các bạn chỉ mình xem nào. À, đây rồi. Ở trong cái bụi cây này này các bạn này, mình lại thấy một con vỏ con ốc này này. Đấy, nó còn đang động đậy này các bạn này. Không biết còn sống không này. Wow, con ốc màu gì đấy các bạn. Đấy, một màu da cam và màu trắng nhá. Wow, nhiều chưa, sặc sỡ nhờ các bạn nhờ. Wow, để mình đi tìm tiếp xem nào. Trong vườn này chắc là nhiều lắm các bạn ơi. À, đây các bạn ơi. À, đây, mình thấy một con cua này. Wow, một con cua càng này. À, con cua chạy đi đâu đây, con cua chạy ở đâu ra nhờ. Wow, à, các bạn ơi, mình vừa thấy như nó chạy ở từ vỏ ốc này ra đây các bạn ạ. Đây này. Wow, như con cua đã chui trong vỏ ốc này này, vừa chạy từ trong vỏ ốc này ra này. Wow, mình nhặt cả con cua cả vỏ ốc nhá. Wow, một con cua càng này. Đây này, đấy, trong vườn nhà mình lại có cua này. Đấy, còn một cái vỏ ốc này các bạn này. Ôi, vỏ ốc như vỏ ốc hình cầu vồng nhá các bạn nhờ. Đấy, bảy sắc cầu vồng luôn này, đẹp chưa. Wow, hình như con cua chui từ trong này ra đấy các bạn ơi. Đấy, đẹp chưa các bạn này. À, này các bạn ơi, đẹp chưa. À, các bạn ơi, mình tìm tiếp các con động vật trong vườn nhé các bạn nhé. À, đây này. Các bạn ơi, có một con cóc vừa nhảy qua mình này. Wow, con cóc này. Đấy, đây này, con cóc này. Wow, để mình đuổi theo nó, mình bắt nó nhá. À, đây này, con cóc chạy đi đâu. Eo ơi,
chạy đâu. À, mình bắt được một con cóc nữa này. À, con cóc này hơi bé nha các bạn nhờ. Đấy, à, mình lại nhìn thấy con ốc này các bạn ơi. Wow, để mình bỏ con cóc này vào trong ô của mình đã nhá. À, đây có một con cóc này các bạn này. Đây này, đây này, đây này. Wow, đây rồi, con cóc chạy đâu, con cóc chạy đâu. Wow, ui, con cóc nhảy nhanh thế. Ui, nó đâu rồi các bạn ơi. Đây rồi, đây ạ. Wow, đây rồi. Đây rồi, mình bắt thêm được một con cóc nữa này. Wow, hai con cóc bé này mình cho vào đây nhá. Ui, con cóc nó ôm con cua này các bạn này. Wow, đấy, mình ra mình nhặt cái vỏ ốc kia nè. Bạn ơi, đây này. Mình vừa con cóc nó vừa nhảy qua, mình nhìn thấy cái vỏ ốc này này, đẹp chưa? Wow, vỏ ốc này, vỏ ốc 7 màu rồi các bạn này. Đấy, một màu nhá, 2 màu, 3 màu, 4 màu, 5 màu, 6 màu, 7 màu này. Như màu sắc cầu vồng các bạn nhờ. Đấy, kiểu đỏ đục lam chàm tím ấy. Đấy, nhiều chưa? Wow, đẹp chưa các bạn ơi? Nhiều chưa, có cả cua, cả cóc này. Đấy, cả ốc nữa này. Mình tìm tiếp xem nào. À, đây này, đây này. Đây này, dưới cây táo cho mình này các bạn này. Đây là cây táo đấy. Đấy, dưới cây táo nhà mình thấy con ốc này. Đây, con ốc có màu gì đấy các bạn này. Đấy, màu vàng, màu đỏ nhá. Một ốc màu vàng, màu đỏ nữa này. Đẹp chưa? Wow, trong vườn nhà mình nhiều nhờ. À, đây, mình cho vào đây nhá. À, con cóc nó định chạy đi đấy. Đấy, để mình tìm tiếp xem trong vườn nhà mình xem nào. Đây này, nhiều lắm các bạn ạ. Mình xem trên cây này nhá. Wow, à, đây này, đây này các bạn ơi. Đây này, đây này. Mình thấy rồi này, lại có một con ốc này. Con ốc này bé chưa? Con ốc này hình gì này các bạn này. Wow, con ốc này lạ nhở. Đây này, mình nhặt nó xuống này. Wow, một con ốc màu vàng với màu xanh nữa này. Con ốc này mình không biết con ốc gì nhở, đúng không? Đấy, con ốc này trông bé thế. Wow, à, trên này này các bạn này, lại có quả trứng này các bạn ơi. Wow, lại có một quả trứng trên cây này. Wow, để mình hái nó xuống xem quả trứng này có cái gì nào. Wow, bên trong mình thấy nhiều con vật chưa các bạn ơi. Wow, nhiều con vật nhở. Đây, để mình mở quả trứng này ra nhá. Đây, để mình mở quả trứng này ra xem nào bên trong có những con gì nào. Wow, nhiều con vật chưa các bạn ơi. Wow, như kiểu quả trứng khủng long các bạn nhở. Đây này, có cả trứng khủng long luôn này. Đây này, đấy, một con khủng long màu tím nhá, đang nở ra này. Đấy, đâu rồi, cái hộp của mình đâu rồi. Đây, mình cho vào xem nào. Đây, cho khủng long ở đây chơi với ốc này. Đấy, còn con gì nữa nào, mình đổ ra nhá. Wow, à, một con vịt đấy các bạn ơi. Wow, con vịt tí hon này. À, mình cho vịt vào trong chơi với cóc này. Đấy, một con vịt tí hon nhá. Đây, mình xem còn con gì nữa nào. À, đây là con ngựa các bạn ơi. Con ngựa bé chưa? Con ngựa bé xinh xinh chưa? À, cho chơi với cóc đi. Cho ngựa chơi với cóc tiếp nào. Đây, ui, con cóc nhảy ra rồi kìa. Đây, mà còn gì đây? Ui, con này trông con chó các bạn nhờ. Ừ, hình như con chó hay sao các bạn ơi. Con chó hay con sư tử nhờ, nó có cái bờm này. Đấy, mình đoán con này là con chó. Không biết có phải con chó không. Đây, mình cho vào đây xem còn có con gì nữa không nhá. Wow, còn hai con khủng long các bạn ơi. Wow, hai con khủng long này, một con khủng long ăn cỏ này, một con khủng long đi cỡ con khủng long thằn lằn này. Đây, mình cho hết vào đây nhá. Wow, mình đi tìm tiếp trong vườn nhá các bạn ơi. Trong vườn này xem còn vỏ ốc nào không. Ô, ở đây lại có cái quả ổi bé à. Ô, các bạn ơi, ở dưới đây này có con gì đây. Wow, con gì đây, con gì đây. Ui, nó đang ăn trứng đấy các bạn ơi. Wow, con gì đang ăn trứng thế này. Wow, các bạn ơi, con gì đấy. À, con thằn lằn các bạn ạ. Ui, trông mắt nó sợ chưa. Wow, trông sợ chưa. Một con thằn lằn nó đang ăn trứng này. Ui, trứng của con gì nó đẻ thế này. Wow, ui, các bạn ơi, bên trong trứng này có cua này các bạn này. Wow, đây này, bên trong vỏ trứng này có cua này. Hình như con cua chui vào đây ăn hết quả trứng này. Đây, đây, mình mang cái, mình để con cua này vào trong đây nhá. Wow, đây này, con cua nó ăn hết vỏ trứng này các bạn này. Đây, mình để vỏ trứng đây này, tí mình bỏ ra nhá. Đây, mình xem trong này còn không. Đây về, các bạn ơi, mình thấy chỗ này. Đây cái này, ui, trong này hình như hai con hay sao ấy, nó chui vào ăn trứng này. Wow, đúng rồi các bạn ơi. Trong này là hai con cua này. Wow, hai con cua nó chui vào ăn trứng này. Ui, nó không chịu ra luôn. À, để mình bóp vỏ trứng ra nó mới ra này. Đấy, các bạn ơi. Wow, hai con cua tranh nhau ăn trứng này. Một con này ra nốt đi. Đây này. Đấy, hai con cua còn tranh nhau ăn trứng nhá. Wow, trong vỏ trứng này xem nào. Wow, trong vỏ trứng này cũng có cua này các bạn ơi. Một đàn cua nó rủ nhau nó vào ăn trứng. Không biết trứng con gì đây hay trứng con thằn lằn nhờ. Wow, đây mình bóp vỡ ra cứu con cua này nhá. Wow, đấy. Nhiều chưa các bạn ơi. Cua toàn chui trong vỏ ốc với vỏ trứng này các bạn này. Wow, rồi hôm nay mình bắt được nhiều các con vật chưa. Màu đẹp chưa các bạn nhờ. Đấy,